đúng lắm. Xin được mời ông Trần Mạnh Tiến. Trân trọng mời nhạc báo Lê Thu Hương. Xin được mời đạo diễn Đặng Hoàng Cường. Liên quan tới những cái vấn đề chuyên môn, còn ba câu sau thì cũng sẽ nhường lại cho những anh em mà có liên quan tới các cái câu hỏi của báo. Trong cái cuộc thi này thì đó là một cuộc thi về sắc đẹp, nhưng mà trên cái hành trình của các thí sinh thì ban tổ chức chúng tôi cũng có tổ chức những buổi giao lưu về văn hóa, sẽ tổ chức những sự kiện tại những tỉnh thành, và ở đó các thí sinh sẽ có sự lan tỏa, sẽ có sự chứng minh những cái khả năng của mình qua những cái năng khiếu của cá nhân, cũng như là phát huy những cái tài năng trong những cái phần ứng xử cũng như giao tiếp tại những địa phương mà cái cuộc thi đi qua. Và qua cái cuộc hành trình đó, chúng tôi sẽ đánh giá và chúng tôi sẽ có những nhận xét từ thành phần ban giám khảo, và sẽ có những cái số điểm cụ thể để mà đánh giá được cái cuộc thi cuối cùng và dành cho những thí sinh có những cái sự lan tỏa thực sự, những tài năng thực sự và có nét đẹp, truyền bá được những cái thông điệp của cuộc thi đến với toàn thể khán giả. Cảm ơn anh Lê Bảo Trung, và tôi xin phép trả lời các câu còn lại. Thì Nguyễn Thuy, Nguyễn Quốc Thị Tiên khi tham gia năm cuộc thi văn hóa Nam Bộ lần thứ nhất thì lúc đó Tiên được áp câu 1, và sau khi được áp câu 1 thì Tiên cũng lại tham gia văn hóa Việt Nam, được vào top 5 văn hóa Việt Nam, và sau đó mới đại diện Việt Nam đi tham gia cuộc thi văn hóa quốc tế, đó là văn hóa hòa bình quốc tế. Thì trong kế hoạch năm nay thì hiện tại Tiên đang có nhiệm kỳ phải làm việc với đơn vị tổ chức ở Việt Nam và cả đơn vị tổ chức ở Thái Lan. Thì thời gian này thì cũng có liên hệ Thùy Tiên nhưng mà chưa thấy hồi âm, thì có thể các bạn nó đang dự việc sau cái nhiệm kỳ mà đang kế qua. Thực sự cái sức nặng đương miệng mà của một viên cũng một quan hậu quốc tế rất nặng, công việc trách nhiệm các bạn rất nhiều, thì có thể năm nay thì Tiên có thể chưa tham gia được, vậy bạn chưa có trả lời. Còn tại sao mà ban tổ chức chúng tôi mời một số giám khảo quốc tế tham dự cái cuộc thi Hoa hậu Hoa khôi Nam Bộ năm nay? Thực sự chúng tôi hiện tại chỉ mới công bố được hai nhân vật đó đến từ Canada, đại diện cho Phi, và cô đến từ Ấn Độ, đại diện châu Á. Đúng kế hoạch chúng tôi là sẽ không phải là hai Hoa hậu đến từ hai quốc gia đó đâu, mà chúng tôi sẽ mời được ý là 5 Hoa hậu. Mỗi châu lục chúng tôi sẽ mời đại diện một Hoa hậu tham gia, ý nghĩa là 5 châu hội tụ tại Việt Nam, đặc biệt là mảnh đất Nam Bộ. Nhằm chi? Chúng tôi đã nói rồi là chúng tôi đã qua cuộc thi năm nay, tôi muốn quảng bá mạnh mẽ hơn nữa công tác văn hóa và du lịch của các tỉnh thành phía Nam, đặc biệt là tại các tỉnh thành phía Nam. Thì cái vấn đề mà nếu mà các bạn để ý, các hoa hậu tôi mời, một là hoa hậu đã từng đăng quang về du lịch, hai hoặc đã từng đăng quang về một cái hoa hậu di sản. Tại vì du lịch văn hóa là di sản của mỗi quốc gia. Để chi? Để chúng ta quảng bá tốc độ nó mạnh hơn về cái công tác tổ chức mình. Mặc dù là các bạn tất nhiên là mời hoa hậu nước ngoài qua đây chấm thi thì chi phí sẽ cao hơn nhiều rồi, đúng không? Nhưng mà cái ta được là gì? Là được hình ảnh đẹp, cái chất lượng cuộc thi nó được đẹp hơn, nó được sáng hơn, và đúng với tiêu chí của cuộc thi đó là hành trình đến phương Nam và quảng bá văn hóa du lịch của phương Nam. Xin cảm ơn các bạn. Xin được cảm ơn câu hỏi đầu tiên, và chúng tôi cũng mong muốn là có thêm nhiều câu hỏi nữa. Cuộc sống của em tại sao cuộc thi nó như thế nào? Thì thật ra mà nói thì nó cũng không có khác gì tất cả những cô gái sau khi đăng quang cả, đều sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn và cố gắng phát triển bản thân mình để có cuộc sống tốt nhất có thể.
có trách nhiệm với cái vương miện mình đang mang. Dù cho cuộc thi ngày hôm nay tổ chức sau 5 năm hay 10 năm hay bao nhiêu năm đi chăng nữa, hay nói đúng như lịch trình là 2 năm tổ chức một lần vì ngày hôm nay 5 năm là lý do dịch bệnh, thì bản thân mình vẫn phải có trách nhiệm với cái viên vương miện này và cố gắng học hỏi phát triển bản thân mình mỗi ngày thôi ạ. Và Yến cũng có một đôi lời gửi đến những cái cô gái trẻ chuẩn bị tham gia cuộc thi Hoa Khôi Nam Bộ mùa thứ hai, rằng là các bạn có sắc đẹp, có trí tuệ và muốn trải nghiệm bản thân, muốn được tìm tòi học hỏi và muốn có được một cái gì đó để làm bàn đạp thật sự cho bản thân mình vào những cái bước tiến sắp tới, thì sân chơi này là nơi dành cho các bạn, những cô gái mình Nam Bộ ạ. Em xin hết. Rất cảm ơn cô hội Nam Bộ. Thực sự người Nam Bộ chân chất mộc mạc lắm. Nghĩ gì ở đó bình không đáng nói. Cảm ơn em, rất cảm ơn cô Hoa Khôi của Nam Bộ năm 2017. Thôi cái từ đấy thôi là đủ để nói lên cái chất của người Nam Bộ, cái chất của cuộc thi. Theo quy định bây giờ, nếu như ban tổ chức của chúng tôi lấy tên là Hoa Hậu Nam Bộ vẫn được đồng ý. Nhưng mà chúng tôi không chọn cái chữ từ Hoa Hậu Nam Bộ mà chúng tôi chọn Hoa Khôi Nam Bộ. Bởi lẽ trong cái câu chữ trong Hoa Khôi Nam Bộ nó mang một sự gì đó, nó rất là mộc mạc, dung dị, thân thiện. Và cuộc thi của chúng tôi không, tôi dám chắc với các bạn rằng sẽ không hoành tráng, rực rỡ, lòe loẹ, dữ dội, nhưng mà cũng không phải sơ sài, đơn điệu. Nhưng chắc chắn rằng cuộc thi sẽ hết sức mang đúng màu sắc của người Nam Bộ, đó là sự hào sảng, sự năng động, sự thân thiện và rất nghĩa tình. Và bí mật cụ thể cuộc thi như thế nào thì ban tổ chức chúng tôi sẽ xin tiết lộ từ từ thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Ở đây chúng tôi không thể nói hoặc đẹp đẽ bán kết phải như thế nào, chúng có phải làm sao, cái đó thì chúng tôi từ từ chúng tôi sẽ nhả ra. Và nó rất hấp dẫn và đảm bảo với các bạn rằng nó không giống cuộc thi Hoàng Phủ, nó không giống cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam. Nó sẽ mang màu sắc rất Nam Bộ, kể từ cái sân khấu thiết kế, từ trang phục, từ cách trình diễn và từ kể cả cái phong thái rất Nam Bộ, rất hào sảng và năng động với những cô gái miền Nam Bộ sông nước. Xin cảm ơn các bạn. Vì đã theo dõi kênh Bí Mật VBIT, chúc các bạn những ngày tốt lành.